mình với người nhà anh có cuộc hẹn tỷ thí với nhau. Đúng rồi, chiên gao á. Mình với chiên gao chơi một trò chơi tỷ thí rất là vui. Đố các bạn nó trò gì nè? Trò gì? À, các bạn đoán khổng lồ đúng không? Làm sao biết được? Ha, à, hôm nay chiên gao người nhà anh sẽ chơi trò chơi đó chính là thi đấu thục bia. Yeah, bắt tay nào. Người nhà anh quýnh chiên gao rồi, chơi kỳ quá nha. Người nhà anh xin lỗi, lỡ tay. Thôi chúng ta hãy kêu cu lì lấy bộ đồ chơi thục pizza ra, chúng ta cùng nhau thục pizza tỷ thí nào. Ok, thôi anh em phụ quyền luôn. Đây là bộ đồ chơi thục pizza. Xin hiểu mọi người, à, bộ đồ chơi này là của cô lì cho mượn á, xiên giao mà người nhà anh mượn để chơi thục pizza tỷ thí với nhau. Ai thắng sẽ là người vô địch của mùa giải năm nay. Và người đó sẽ được nhận một phần quà, đó chính là được đi massage. Massage bởi ai? Nàng tiên cá massage cho. Ok, thích rồi đó nha. Rồi, dở hộp đồ chơi ra nào. Để cô lì tháo cho. Bộ đồ chơi thục pizza. Ây dù, tháo một cái là ra luôn rồi. Nhiều bi đủ màu sắc luôn. Đã chưa? Đó, các bạn thấy chưa nè. Ui da. Bi.
buồn quá. Thôi kệ đi, để nó vậy đi. Giờ tới người nhện. Nhện cầm thục đây, chuẩn bị. Người nhện thục. Người nhện cười bắp. Thua luôn. Lấy viên trắng nha. Rồi để vô, tới xiên dao đi. Dao hột cây. Vô một trái. Yeah. Dao được một trái. Các bạn nhìn nè. Một trái màu đỏ luôn. Xiên dao được một trái màu đỏ. Đây, để nha. Rồi người nhận vô đi. Đây, tôi đây. Tôi sẽ cầm cây cơ này tôi hụt vô nhiều trái hơn luôn. Ủa? Ai vô rồi đi tiếp chứ. Nhầm, cô liền nhầm. Mà thôi, mình chơi lượt khác đi. Mỗi người hụt một phát thôi. Ai vô nhiều là thắng. Tới, người nhện. Đây, người nhện cầm cây cơ. Hướng này hụt. Rồi, người nhện hụt cái trắng luôn. Người nhện thua. Mở trái vô lại. Tiếp lên đây. Người nhện thua rồi, nhện tiếp ra cho xiên dao hụt. Xiên dao hụt đây. Không vô cái à, vô được một trái. Yeah, quen thua xiên dao. Xiên dao được hai trái rồi. Đừng có lăn. Người nhện hụt đây. Người nhện cố lên. Người nhện vô trong ra một bầy kia luôn. Ai ấy luôn. Tha hồ. Học nè, người nhận học. Một trái đã vô. Người nhận đã được một trái rồi. Người nhận chỉ được một trái thôi. Tới xiên nhân dao. Canh hứng này nè, dao ơi. Dao canh hứng này nè. Vô được hai trái luôn đó. Cố lên. Thấy chưa, vô hai trái luôn. Ô hô, xiên dao giỏi quá à. Lụm lên. Lụm lên để có chỗ cho mấy trái khác vô nữa. Không có lên được. Ây da, nó đụng vô banh của tôi. Một trái nữa. Được bốn trái rồi. Chị mày xiên dao chiến thắng quá. Tới người nhện. Người nhện sẽ thục vô trong luôn. Được. Nè, nhện quýnh từ trên xuống nè. Người nhện nè. Quýnh từ trên xuống. Quá. Kim kỳ vậy. Sao cái này lên đây rồi. Vậy là thắng thì thua ta. Thắng thì thua. Rồi, cho bạn xiên dao vô hai trái đi. Cảm ơn, cảm ơn. Thank you, thank you. Bạn người nhận vô hai trái ghê. Xiên dao cho đó. Rồi, cái này cho bạn đây. Người nhận được hai quả. Giờ tới xiên dao. Còn ba trái cuối cùng, phân thắng bại. Chuẩn bị. Vô một trái. Yeah. Xiên dao cục giỏi quá. Năm trái rồi. Người nhện mới chỉ có ba trái thôi. Tới người nhện. Đây cái cơ người nhện đây. Cầm thục đi. Trời ơi. Thục rồi người nhện. Cùi bắp. Tới xiên dao. Xem xiên dao thục đây. Yeah. Một trái nữa. Người nhện giỏi quá, người nhện chiến thắng luôn rồi. Người nhện được 6 trái rồi nè các bạn, thấy chưa? 6 trái rồi. Mà bên à, xiên dao được 6 trái, quyền nó nhà xiên dao được 6 trái. Người nhện có 3 trái thôi. Người nhện có 3 trái, dù người nhện ăn 2 trái nữa cũng được 5 trái à. Vậy người nhện thua rồi. Trời ơi, cái này trái quyết định luôn. Không chịu đâu. Trời ơi, xiên dao đã chiến thắng. Yeah, người nhện thất bại. Không sao đâu, nhện ơi. Lần sau xiên dao sẽ cho người nhện thắng mà. Không có cho.
thắng vào thực lực của tôi đàng hoàng. Ok, được rồi, lần sau mình chơi lại nha. Bắt tay nào. Woo.